Chú gà Tây có tên là Butter, tiếng Việt có nghĩa là bơ, nặng hơn 21 cân, được vây quanh bởi cánh nhà báo và quan khách của Nhà Trắng. Đích thân Tổng thống Donald Trump đọc lệnh ân xá cho bơ và bạn của chú có tên là Bread, tức là bánh mì. Được ân xá, tức là không phải lên bàn tiệc ngày lễ tạ ơn. Hai chú gà may mắn, bánh mì và bơ, được nuôi ở một trang trại ở bang North Carolina và được Hiệp hội Gà Tây Mỹ tặng cho Tổng thống Donald Trump nhân ngày lễ tạ ơn. Bơ này, tôi chúc bạn nhiều may mắn. Bằng tuyên bố này, tôi ân xá một cách đầy đủ và trọn vẹn cho bạn. Bánh mì và bơ trước đó đã thực hiện một chuyến đi tàu từ trang trại ở North Carolina lên thủ đô, được ở một đêm trong khách sạn 5 sao sang trọng bậc nhất tại Washington, D.C. Phòng của bánh mì và bơ còn được treo biển đề nghị không làm phiền để đảm bảo không gian riêng tư. Cả hai thậm chí đã tham dự một buổi họp báo trước khi tới Nhà Trắng diện kiến Tổng thống Donald Trump. Bánh mì và bơ được huấn luyện làm quen với truyền thông. Cả hai đã quen với ánh đèn và tôi đã mất rất nhiều thời gian cố gắng đào tạo chúng quen với đèn đóm, với tiếng động, với chuyện mọi người ngắm nhìn và đặt câu hỏi. Bánh mì và bơ trên thực tế chỉ là hai trong số rất nhiều những chú gà Tây được phóng sinh trong các dịp lễ tạ ơn theo truyền thống của Nhà Trắng trong hàng chục năm nay. Sau chuyến viếng thăm đặc biệt tới Nhà Trắng này thì hai chú gà Tây bánh mì và bơ sẽ được chuyển tới sinh sống phần đời còn lại ở một trại dưỡng lão gà Tây ở bang Virginia. Nhưng không phải chú gà Tây nào cũng may mắn như bánh mì và bơ. Ước tính có khoảng 50 triệu chú gà Tây sẽ lên bàn tiệc của người dân Mỹ trong dịp lễ tạ ơn này. Trường Sơn, phóng viên truyền hình Việt Nam, từ Nhà Trắng, Mỹ.